Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, người dân Bắc Bộ tiếp tục đón một ngày cuối tuần với tiết trời nắng sớm và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh ở phía Tây đều cao trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ, nên quý vị sẽ có cảm giác nắng rát, nhất là trong khoảng từ 12 đến 15 giờ chiều. Thêm vào đó, độ ẩm trong không khí cũng giảm mạnh xuống chỉ còn từ 55 cho đến 60%, thậm chí nhiều nơi còn xuống dưới 50%, nên ngoài cảm giác nắng rát còn có thêm cảm giác hanh khô. Do đó, quý vị khán giả tại miền Bắc nên chú ý thường xuyên uống nước và tăng cường rau xanh, trái cây trong khẩu phần ăn để bổ sung đủ nước cho cơ thể. Không khí lạnh và khô cũng làm cho nhiệt độ vào đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ luôn duy trì ở mức thấp. Tại các tỉnh vùng núi như ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn, Lạng Sơn đều có nền nhiệt thấp nhất dao động trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ. Những nơi núi cao như tại Pha Đin, Bắc Hà, Ngân Sơn, Trùng Khánh, Mẫu Sơn, nhiệt độ chỉ từ 16 cho đến 17 độ. Riêng tại Sapa của tỉnh Lào Cai, nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 12 cho đến 13 độ. Thưa quý vị, mức nhiệt ban ngày không quá cao và ban đêm chưa phải là quá rét. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là chênh lệch nhiệt ngày đêm lại lên tới cả chục độ. Như tại Hà Nội thì ban đêm trời lạnh là 22 độ, còn ban ngày tăng lên đến mức là 32 độ. Kết hợp thêm với độ ẩm không khí khiến cơ thể khó thích nghi, dễ gây khó chịu mệt mỏi. Quý vị nên chú ý trang phục phù hợp và tăng cường dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe trong thời tiết này. Không khí lạnh tác động cũng phân chia thời tiết ở tại miền Trung làm hai phần khác biệt. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi nằm trọn trong khối không khí khô với trường gió đông bắc khô. Vì thế mà hôm nay trời ít mưa, chỉ còn diễn ra ở vài nơi. Nắng xuất hiện từ sớm và nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở mức từ 29 cho đến 32 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, không khí lạnh lại tương tác với một rãnh thấp có trục 8 đến 10 độ vĩ Bắc đã gây mưa rào và dông trên diện rộng. Đến sáng sớm nay, sự tương tác của không khí lạnh và rãnh áp thấp vẫn còn. Vì thế, từ Bình Định cho đến Bình Thuận vẫn còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Tuy nhiên, đến trưa và chiều nay, sự tương tác giảm dần, trời giảm mưa và nhiệt độ của khu vực này sẽ tăng lên mức từ 29 cho đến 31 độ. Rãnh áp thấp và không khí lạnh cũng là hình thế chính chi phối thời tiết ở tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhưng do trục của rãnh áp thấp ở 8 đến 10 độ vĩ Bắc, nên chỉ khu vực ở phía Nam Tây Nguyên và toàn Nam Bộ là chịu tác động của rãnh áp thấp và gió Đông Bắc. Nên chiều tối nay vẫn có mưa ở nhiều nơi, tại Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông. Vùng ven biển miền Tây là Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu sẽ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to từ 10 cho đến 30mm. Trong khi đó, các tỉnh còn lại chỉ có mưa ở vài nơi. Sự khác biệt về mưa khiến cho nền nhiệt ở Bắc Tây Nguyên duy trì ở mức cao là từ 30 cho đến 31 độ, còn ở phần phía Nam Tây Nguyên sẽ là từ 28 cho đến 29 độ, trong khi ở các tỉnh Nam Bộ đồng đều là từ 31 cho đến 32 độ. Trên biển, khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ có cường độ yếu dần, vì thế mà gió trên các vùng biển sẽ giảm hầu hết chỉ ở dưới mức cấp 5 nên không có sóng cao và tình trạng biển động. Riêng ở các vùng biển phía Nam, bao gồm khu vực ven biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, từ Cà Mau cho đến Kiên Giang và ở Vịnh Thái Lan, do vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên vẫn có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn giảm thấp cùng với dông lốc và gió giật có thể đi kèm trong cơn dông. Như vậy là ngày hôm nay, thời tiết hanh khô vẫn còn duy trì ở các tỉnh miền Bắc và cả Bắc miền Trung, trong khi các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa vào chiều tối, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Bản tin thời tiết sáng ngày 6 tháng 10 cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.